Hello, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở chợ Bà Chiểu của chú anh chị. Đây là tiệm vàng My Hồng. Đó, hôm nay là sáng mùng 10 của chú anh chị. Tiệm vàng rất là đông ha. Đó, mọi người thấy là người ta đi mua vàng nè. Hay là phía ông Thần Tài nữa là các người dân đi mua vàng về rất là nhiều. Đây là một ngày may mắn. Đó, tiệm vàng đông ghê không? Đó, nhà đông luôn. Ồ, có chỗ gửi xe trong nhà luôn đó chú chị. Ồ, đây có dân phòng để canh gác luôn, tại vì chỗ này nó sẽ kẹt xe. Quá ra đông rồi. Đó, tiệm vàng My Hồng ngay chợ Bà Chiểu của chú chị. Ồ, dân phòng canh gác nè, kẹt xe đó chú chị. Và gửi xe nè, bên đây là gửi xe cưng vàng rồi đó trời luôn. Đó, đây là không khí xung quanh khu vực chợ Bà Chiểu thôi chị ha. Tiệm vàng My Hồng. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan nhiều tiệm vàng ở My Hồng, chợ Bà Chiểu, ở chợ Nguyễn Duy Phương, ở chợ Bến Thành và một số khu vực nữa để xem không khí mua vàng của bà con như thế nào. Đó, bây giờ em quay lại em cho cô chú chị xem một lần nữa đoạn đường này ha. Đoạn đường này được dân phòng phân luồng rất là tích cực, tại vì sợ kẹt xe đó chứ chị. Bà con đi mua vàng nhiều quá kẹt xe. Đó, đây là đèn đỏ rồi, đường đèn đỏ luôn rồi. Đó, phân luồng ha. Đó, kẹt xe đông lắm, ai cũng vô mua vàng hết. My Hồng là tiệm vàng số 1 ở khu vực này và hầu như là ở Sài Gòn luôn. Đó, rất là đông xe ha. Đây là chợ Bà Chiểu của chú chị. Và đây chúng ta đang đi vô đường này là đường đường này là đường Vũ Tùng. Nếu em đoán không sai, đây là đường Vũ Tùng. Đó, đây là đường Vũ Tùng nè, kẹt xe luôn rồi. Người ta đi mua đồ cúng đó chú chị, ở đây có bán đồ cúng nữa. Đó, đây là khu vực đường Vũ Tùng, chợ Bà Chiểu. Ở dưới đây có mấy cái cửa hàng bán đồ cúng. Hôm nay người ta mua heo quay về người ta cúng cũng nhiều lắm. Rồi người ta mua cá lóc nữa, cá lóc nướng nữa. Đó, đây cá lóc nướng là của anh chị. Đó, bên trái nè, trái là cá lóc nè. Rất là vui ha. Đó, em chạy lên đây, trên đây có mấy cái cửa hàng bán đồ cúng là của anh chị. Trên đây bán vàng mã, nhang đèn nữa chị. Bánh bò để cúng vía Thần Tài. Ờ, buổi sáng mùng 10 vui quá. Ngoài chợ Bà Chiểu đường Vũ Tùng. Đó, chúng ta lên đây chúng ta xem người ta mua đồ cúng như thế nào ha. Rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ đi qua khu vực khác, qua chợ Nguyễn Duy Phương. Trong đó có những cái tiệm vàng cũng khá là lớn. Cá lóc nướng ở gì bên phải, cá lóc nướng à. Đó, cá lóc nướng. Cá lóc nướng là để cúng ngày vía Thần Tài của chú chị nên là sẽ rất là đông. Trên Tân Kỳ Tân Quý nó có một cái khu là chuyên bán cá lóc nướng luôn. Em sẽ lên đó em quay cho cô chú chị xem cái không khí trên đường Tân Kỳ Tân Quý ha. Coi người ta mua bán cá lóc nướng như thế nào. Một ngày bán mấy trăm con, cả ngàn con là bình thường. Rồi đây kẹt xe luôn rồi, đường Vũ Tùng. Đó, gà chéo nè, gà người ta chéo chân sẵn là cô chú chị. Gà chéo chân sẵn ha. Đó, gà người ta chéo chân sẵn bên tay phải nè. Rồi đây kẹt xe luôn rồi. Chợ đông vui quá. Đường Vũ Tùng. Đây có cái xe người ta xuống rau củ quả luôn quý vị. Đó, bà con đi mua hoa cúng nè, giấy tiền vàng bạc, trái cây. Đó, giờ đừng chờ ngược chiều, chờ ngược chiều là kẹt xe. Đó, kẹt xe luôn, vướng cái xe râu. Xe râu này xuống lên kẹt xe.
bánh bò, nhang đèn. Bây giờ mới 8:30 sáng thôi. Giờ mới 8:30 sáng thôi cô chú chị. Đó, dưới tiền vàng bạc đốt nè. Rồi, thoát được rồi. Đó, ngoài đây có cái mấy cái tiệm bán nhang đèn, ghế tiền vàng bạc để cúng mùng 10. Ở đây bên trái có cái cửa hàng bán nhang đèn của chú chị. Chúng ta gần ra tới Lăng Ông rồi. Lăng Ông Bà Chiểu khá là đông vui. Ở bên trái là bán nhang đèn đồ cúng nè, bên phải là bán trái cây. Đó, kẹt xe luôn. Đó, bên trái là bán nhang đèn, hai ba cửa hàng bán nhang đèn lớn luôn ha. Bên phải là bán trái cây. Bây giờ là 8:30 sáng ngày mùng 10 Tết ha, nên là dưới thần tài, nên là người ta đi chợ rất là đông, mua đồ cúng là chủ yếu ha, chủ yếu là mua đồ cúng. Đó, rồi chúng ta thoát ra được đây rồi. Đây bên phải là gì? Bên phải Lăng Ông Bà Chiểu nè. Đó, trong đây là Lăng Ông Bà Chiểu ha. Đó, đó đây là khu vực chợ Bà Chiểu và tiệm vàng Mi Hồng. Bây giờ em sẽ đưa cô chú chị đi qua khu vực khác. Chúng ta sẽ qua những cái chợ như là chợ Nguyễn Chí Phương, chợ Bến Thành để tham quan những cái tiệm vàng, xem người ta mua bán như thế nào. Chắc chắn là sẽ rất là đông và rất là vui. Rồi xin mời cô chú chị tiếp tục đi theo em nha, mình tham quan những cái khu vực khác, những cái tiệm vàng khác. Ok cô chú chị. Ok cô chú chị, bây giờ chúng ta đang có mặt ở khu vực chợ Nguyễn Chí Phương cô chú chị. Hồi nãy chúng ta đã đi chợ Bà Chiểu rồi để xem tiệm vàng Mỹ Hồng. Bây giờ chúng ta qua bên khu vực chợ Nguyễn Chí Phương để xem các tiệm vàng ở bên này. Bây giờ là 10 giờ hơn cô chú chị, 10 giờ hơn ngày mùng 10 Tết, ngày vía ông thần tài ha, buổi sáng. Ở đây là khu vực chợ Nguyễn Chí Phương. Ở đây thì buổi tối đã được quy hoạch làm phố ẩm thực, phố ẩm thực Kỳ Đài Quang Trung. Còn ban ngày thì vẫn là buôn bán chợ cô chú chị. Người ta vẫn đi mua trái cây nè, rồi giấy tiền vàng bạc nè, để cúng mùng 10, cúng thần tài. Đây là khu vực phố ẩm thực Kỳ Đài Quang Trung. Ban ngày là chợ Nguyễn Chí Phương, buổi tối là phố ẩm thực của chú chị. Đường này thì mấy cái xe hơi, xe ô tô vô đây là nó kẹt xe rồi. Hôm nay buổi sáng mùng 10 người ta đi chợ rất là nhiều ha, để mua đồ cúng. Rồi xe tải nó cao quá, nó bị kẹt cái cây dù đó cô chú chị. Rồi kẹt cây dù rồi, thua rồi. Rồi xuống hàng luôn. Kẹt đường rồi, kẹt đường rồi. Cá lóc nướng, dưới tiền vàng bạc, bông hoa trái cây. Vướng mấy cây dù cao quá không có qua được. Chầu cao rồi nè, voi chầu. Rồi qua luôn, đây bán hoa Tết. Thần tài đi lòng vòng. Đó, đây là khu ẩm thực. Bây giờ bên đây là khu đường Bà Hạt rồi có gì. Đường Bà Hạt có mấy cái tiệm vàng. Rồi tình hình mua bán vàng ở đường Bà Hạt xung quanh chợ Nguyễn Chí Phương cũng bình thường ha, không quá đông, không đông bằng mấy cái tiệm vàng Mỹ Hồng.
My Hồng là cái tiệm vàng rất là đông luôn các chị. Ở đây là khu vài cái tiệm vàng thôi, không có nhiều lắm. Đó, không đông ha. Như vậy là dạo quanh một vòng ở cái tiệm vàng ở đây thì cũng không quá đông luôn các chị. Cũng có khách nhưng mà không có quá là bị quá tải. Đây là đường Ngô Quyền. Chúng ta đang có mặt ở đường Ngô Quyền của chú chị. Ở đây thì có tiệm cầm đồ mà đóng cửa rồi. Đó, chúng ta vừa đi qua khu vực chợ Nguyễn Chí Phương nhưng mà cũng không có đông lắm. Đây là đường Nhật Tảo, đường Nhật Tảo chuyên bán quần áo luôn các chị. Khúc này là bán quần áo thôi, còn khúc trên kia là bán đồ điện tử, lo đài, micro, âm ly. Còn khúc dưới này là bán quần áo. Rồi chúng ta chạy vô chợ Nhật Tảo chơi cũng như ha. Ngày buổi sáng mùng 10, vía ông Thần Tài. Tham quan chợ Nhật Tảo một chút xíu rồi chúng ta sẽ chợ ra khu vực chợ Bến Thành. Hôm nay chúng ta sẽ đi ba chợ ha, bốn chợ chứ. Hồi sáng mình đi chợ Bà Chiểu, bây giờ mình đi chợ Nguyễn Chí Phương, rồi bây giờ mình đi vô chợ Nhật Tảo. Mình đi một vòng vô chợ Nhật Tảo xong rồi mình ra chợ Bến Thành của chú chị. Đây chúng ta đang có mặt ở đường Nguyễn Chí Phương và trước mặt chúng ta là chợ Nhật Tảo. Rồi chúng ta đi một vòng vô đây chơi, đi một vòng xem trong đây người ta buôn bán như thế nào. Trong đây thì bữa giờ em chưa có vô. Gà cúng, gà đây là cúng, cúng mùng 10. Mấy cái cửa hàng người ta cúng mùng 10 đó có đúng chị. Thì bán bánh bò, bánh bò được cúng, thịt heo. Đây thịt heo. Mình vừa đi qua nguyên cái khu bán thịt heo rất là nhiều. Rất là nhiều thịt heo luôn các quý vị. Ở đây xuống chợ rau rồi, xuống chợ rau. Đây là chợ gà. Tới xíu đi chị, là sao có chiếc xe. Rồi tới tí anh. Rồi qua được rồi. Đây chợ rau. Đây chợ rau của chúng chị. Ở đây cũng nghe mùi cá lóc nướng ta. Hôm nay là chợ chúng ta sẽ nghe mùi cá lóc nướng rất là nhiều. Đây chợ trái cây, rau với gà. Rồi đây là chợ cá. Cơm tấm. Đây chợ cá rồi chứ chị. Rồi ra đây nó sáng rồi nè. Ra đây là chúng ta có chút ánh sáng rồi. Sáng ở trong kia. Đây là chợ rau, chợ cá. Đây giấy tiền vàng bạc, bánh bò cúng mùng 10. Đây chợ bánh bò. Rồi kẹt xe rồi, kẹt xe rồi. Cái xe này tiện quá, cái xe này. Xe điện Suzuki. Rất là tiện ha, nhỏ nhỏ đi trong chợ quay đầu rất là dễ. Rồi chúng ta đang có mặt ở đây là chợ Nhật Tảo đó quý anh chị. Ra đây là đường Nguyễn Duy Dương. Ở đây nó gần
gần khu chung cư Ứng Quang, đường Bà Hạc, đường Vĩnh Viễn. Đó, đây cũng không khí cũng rất là vui ha. Chợ này cũng bán nhiều đồ ghê, đồ ăn, quần áo. Đây chúng ta ra đây là đường Bà Hạc. Đường Bà Hạc cô chú chị, này buổi sáng mùng 10. Nay thời tiết nó cũng mát mẻ, nhưng mà nó không có lạnh bằng hôm qua. Hôm qua có 21 độ thôi, lạnh như Đà Lạt luôn. Còn hôm nay thì thời tiết bình thường rồi. Giờ em đi vô chung cư Ứng Quang, em chạy một vòng. Đây, vòng chơi cho vui. Xong rồi chúng ta sẽ ra ngoài chợ Bến Thành của chú anh chị. Đó, đây là chung cư Ứng Quang nè. Rồi, như vậy là chúng ta vừa đi tham quan chợ Nguyễn Duy Phương, chợ Nhật Tảo. Bây giờ em sẽ chạy ra khu vực chợ Bến Thành nha cô chú anh chị. Chợ Thái Bình, chợ Bến Thành. Để hôm nay chúng ta đi tham quan nhiều chợ ha. Buổi sáng mùng 10, Quý Thần Tài, chúng ta đi tham quan nhiều chợ. Ở đây là chung cư Ứng Quang quý anh chị. Đó, chung cư này cũng lâu đời quý chị. Đây là dắt xe lên chứ không có thang máy. Hồi xưa em có lên đây rồi. Nó có một cái con dốc và chúng ta vừa đẩy xe lộ máy chạy lên được và vừa đi cầu thang lên được quý anh chị. Đó, khu ngoài này người ta bán đồ inox mà rất là nhiều. Mấy cái kệ treo và nồi inox, kệ treo inox rồi đó chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan chợ Bến Thành một vòng, mấy cái tiệm vàng đó chị, để xem coi người ta mua vàng đông hay không ha. Rồi chúng ta đi tham quan nhiều chợ. Ok, xin mời cô chú chị tiếp tục qua bên phía chợ Bến Thành cùng với em nha. Ok. Đây cô chú anh chị, chúng ta đang có mặt ở đường Nguyễn Trãi cô chú anh chị, cách Bùng Binh chợ Thái Bình vài chục mét thôi. Bây giờ là khoảng gần 11 giờ trưa ngày mùng 10, Ví Ông Thần Tài. Ở trước mặt chúng ta là Bùng Binh chợ Thái Bình ha, và đây là chợ Thái Bình cô chú anh chị. Chúng ta chạy một vòng xong rồi chúng ta ra bên chợ Bến Thành, chúng ta tham quan tí xíu và chúng ta đi đi về. Đó, đây là chợ Thái Bình của các chị. Chợ Thái Bình này, theo đánh giá của em thì chợ này cũng nhỏ thôi, không phải là một ngôi chợ quá bự ha. Đây bên hông chợ nữa chị, hôm nay người ta sẽ đi mua đồ cúng rất là nhiều. Tiệm vàng thì cũng không quá đông, lưa thưa vài người thôi. Em thấy mi hồng hình như là hút hết khách của mấy cái tiệm vàng khác rồi các chị ơi. Cái tiệm mi hồng rất là đông ha. Còn mấy cái tiệm ở chợ Nguyễn Duy Phương hay là vòng vòng ở đây cũng không có đông khách. Đó, đây là chợ Thái Bình. Đây là đường Phạm Ngũ Lão đó chị. Người ta buôn bán ngoài vỉa hè luôn, cũng có xe trực từ đô thị đứng, nhưng mà cũng tạo điều kiện cho bà con kinh doanh. Tại mấy ngày Tết này thì mọi người cũng thoải mái một chút xíu, để mọi người đi chợ rồi cúng thần tài rồi đó. Chắc qua rằm là em nghĩ là trật tự sẽ được siết chặt hơn. Đây là đường Phạm Ngũ Lão, chúng ta sẽ ra ngoài chợ Bến Thành. Phạm Ngũ Lão thì tập trung khá là nhiều những cái xe khách, xe phương trang rồi những cái xe đi Campuchia. Nhưng mà dạo gần đây thì đã bị cấm cái xe lớn vô trung tâm Sài Gòn rồi cô chú anh chị. Cấm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm ha. Mấy cái xe lớn, xe giường nằm là không có vô được. Nên giờ là đa số người ta đang dùng xe trung chuyển á, dùng mấy cái xe nhỏ nhỏ thôi chứ chị. Xong rồi chở ra ngoài những cái đường vành đai. Đường vành đai thì nó gồm có những cái đường, ví dụ như là Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A, Mai Chí Công, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, rồi sau là Hà Nội, quốc lộ 13, những cái đường mà
vòng vòng xung quanh đó là mấy cái xe giường nằm là không được vô, nên là họ phải tập trung ở ngoài đó, rồi xe trung chuyển sẽ đưa khách đi ra ngoài đó để đi chơi về quê hoặc là du lịch. Thì cái này chỉ mới là cái công tác ban đầu thôi, chứ về sau thì cũng chưa biết như thế nào ha. Quan trọng là cái bến xe miền Đông mới nó hoạt động hiệu quả thì cái tỷ lệ khách người ta ra đó sẽ rất là đông. Rồi chúng ta dừng chờ đèn đỏ chút xíu rồi chúng ta qua bên chợ Bến Thành nữa chị ha, qua đó xem tình hình bên đó như thế nào. Bên đó cũng có vài cái tiệm vàng, nhưng mà theo đánh giá của em thì sáng nay tiệm vàng Minh Hồng là hình như là lấy hết khách rồi, hút hết khách của mấy tiệm vàng kia rồi. Ví dụ đặt trường hợp là bản thân em mà em có mua vàng thì cái khả năng cao là em cũng vô tiệm vàng Minh Hồng em mua, hoặc là công ty vàng bạc đá quý SGC là vàng nó uy tín thôi, thực ra là uy tín thôi chứ mình cũng không biết thế nào. Mình bán thì nó sẽ uy tín và được giá hơn những cái cửa hàng khác. Còn Mỹ Hồng là nổi tiếng rồi, mua ở Mỹ Hồng thì bán ở Mỹ Hồng luôn, sẽ dễ thu mua, có giấy tờ là mua lại giá đúng với giá niêm yết. Đây khách sạn New World của chúng chị. Bây giờ thì cũng đến 11 giờ trưa rồi, gần 11 giờ trưa rồi, nên là người ta cũng bắt đầu thưa thưa dần rồi. Chợ búa là cũng thưa thưa dần. Bây giờ mình vòng qua bên chợ Bến Thành xong rồi mình sẽ kết thúc video clip của buổi sáng ngày hôm nay. Em đưa cô chú anh chị đi dạo quanh một vòng ở chợ Bến Thành. Rồi chúng ta quẹo phải ra Lý Tự Trọng ha. Đây là khu Gia Long. Khu Gia Long là khu bán xe tay ga rất là nhiều, cứ dương chơi mua đi lăng SH, A Móc, sau này là có mấy cái xe khác như Vario tay ga là cứ ra đây, rất là nhiều xe tay ga. Đây có tiệm Kim Tiền nè, đây là khu tay ga rất là nổi tiếng. Chúng ta đang đến ngã tư đường Chương Định, Lý Tự Trọng với Chương Định. Hôm nay mùng 10 thì cũng nhiều cửa hàng đã mở cửa khai trương kinh doanh rồi. Em nghĩ là trong tuần lễ này người ta sẽ bắt nhịp lại với cái đà kinh doanh. Chứ hôm qua mùng 9 thì nhiều cửa hàng mở cửa, nhưng mà cộng thêm cái không khí trời lạnh nữa, nên em thấy cái không khí buôn bán nó cũng rất là trầm lắng. Nhiều khi người ta còn làm biếng á, mở cửa hàng ra mà trời lạnh quá người ta buồn ngủ lắm. Không khí Tết vẫn còn đè nặng bởi những cái bánh tét, bánh chưng, củ kiệu. Đó, chúng ta vừa đi qua ngã tư Thủ Khoa Hưng, lên đây chúng ta quẹo phải có những gì, lên đây là đường Nguyễn Trung Trực, lên đường Nguyễn Trung Trực chúng ta quẹo phải ha, quẹo phải vô đường Nguyễn Trung Trực để đi ra đường Lê Thánh Tôn để dễ dàng đi tham quan khu vòng vòng chợ Bến Thành. Ở đây là đường Nguyễn Trung Trực nè cô chị, đây có cái quán bar mà nó dẹp rồi. Ở dưới mặt chúng ta là ngã tư đường Lê Thánh Tôn. Chúng ta quẹo phải qua đây tham quan một chút xíu vài cái tiệm vàng. Em nghĩ là nó cũng không có đông đâu. Mi Hồng sáng nay hút hết khách rồi. Ở đây có phòng trà không tên nè, Quang Dũng, Lệ Quyên đồ hay biểu diễn ở đây. Ở bên phải chúng ta, đây là chợ Bến Thành của chúng chị. Bên phải nó sẽ có những cái cửa hàng vàng bạc đá quý. Đó, cũng không có đông ha. Các anh chị thấy không? Đây bên phải là mấy cái cửa hàng vàng bạc đá quý á. Bên trái là cửa Bắc chợ Bến Thành. Đó, không có đông, không đông lắm ha. Có cửa hàng này đông. Trang sức đồng hồ. Để xe máy nhiều. Có mỗi cửa hàng nó cũng đông đông chút xíu. Đông, trong đây cũng đông, cũng khá đông.
ở trong đó cũng hơi đông chút xíu, nó có một hai cái tiệm nổi tiếng là của chú chị. Điện giữ xe chợ ở đây điểm thu đổi ngoại tệ thôi chị, điểm thu đổi ngoại tệ cũng khá là đông ha. Đó, đây Hà Tâm, Hà Tâm là nổi tiếng rồi, thu đổi ngoại tệ là nổi tiếng rồi. Đây là phố Malai, khai chổi, nó cầm cái chổi mới để khai chổi quét quét đường phố luôn. Đây là phố Malai với bún mọc Thanh Mai rất là nổi tiếng. Bên tay phải cái gì, bún mọc Thanh Mai, thương hiệu nổi tiếng lâu năm. Cô chú chị ăn ở đây nhiều rồi chắc biết quán này à. Ok, đến đây em xin kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video clip ngày hôm nay. Hôm nay cô chú chị đã đi cùng em tham quan các chợ ha, chợ Bà Chiểu, chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Dũng Tảo, chợ Thái Bình, chợ Bến Thành. Cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Và chúc mọi người hôm nay mùng 10, chúc mọi người may mắn, gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Năm mới Cát Tường đại lợi ha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video clip tiếp theo. Đừng quên bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe của quý chị ạ. Em xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý chị trong một video clip tiếp theo.